Bạn ơi, hôm nay cuối tuần rảnh rỗi thì dắt xe chạy đi Bình Dương chơi nha. Coi coi có gì hay không. Đó, đi qua khu Lịch Dùm Ký, bây giờ tới chỗ Thuận An rồi đó. Thì bên kia là quý vị thấy nhiều địa phận Bình Dương rồi nha. Đây, trên đường đi thì chúng ta nhìn đường đi, chúng ta sẽ thấy bệnh viện quốc tế nè, khu dầu một, khu công nghiệp một nè, là địa phận chỗ cái nơi mà chúng ta biết là phố Thuận An rồi đó. Nơi đây thì gần tới đây có một khu du lịch rất là lớn, nơi đó có một cái người rất là nổi tiếng đó. Nhìn thấy khu du lịch Đại Nam chưa, cái đường chỉ tới 326 cây số nó tới rồi. Thì trên đường đi có gì thú vị mình sẽ quay cho quý vị xem nha. Đó, đi ngang cái nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Bình Dương. Rồi ở đây tới cái chợ này nè. Chợ này thì thấy chợ là một khoái nha. Thôi bây giờ dòng xe lại, đi vô trong chợ coi trong chợ có gì hay không nha. Cái này mới gọi là chợ chứ. Về Việt Nam á, đi vô chợ là vui nhất. Nghe cái tiếng người ta rao bán, rồi nhìn hàng quán người ta mua bán như thế này nó mới sướng. Cái chợ gì đâu mà như là cái siêu thị thì đâu có đã đâu. Vậy mới gọi là Việt Nam này đó. Không khí chợ từ xưa nay nó như thế này rồi. Chợ này mua bán cũng rất là sầm uất ha, rất là nhiều đồ, bao nhiêu thứ đồ đạc ha. Thì xung quanh mình đi dọc vòng một cái vòng quanh chợ, nghe âm thanh của cuộc sống đời thường, nhìn thấy sinh hoạt của bà con mình đã gì đâu. Cảm giác này là chỉ có về Việt Nam mới thấy được thôi. Đó. Hàng quán bán san sát nhau, người đi qua kẻ đi lại. Đó. Tiếng chặt thịt, những tiếng rao hàng, tiếng xe máy, tiếng trả giá qua lại. Đó, muốn món gì cũng có nha. Cảnh này đã quá quen thuộc cho đời sống của người dân Việt Nam của mình. Nhiều người xa đó rồi đó mới thấy quý, mới thấy nhớ. Nhiều khi hàng ngày mình đi chợ mình cũng chả có quan tâm gì tới, chẳng có thấy cái gì nó độc đáo cả. Người thì ngồi trên, người thì ngồi trên sạp, người ngồi ở dưới bán đủ kiểu hết. Giờ này thì cũng vẫn còn các cô chú là các bà các chị vẫn đeo khẩu trang đi chợ. Vấn đề không phải dịch corona nữa mà vấn đề là tại vì người ta sợ nắng. Ngày này trời cũng trưa rồi, nắng hoặc là người ta sợ bụi, có gì đâu, bình thường thôi. Nên cái khẩu trang là đối với người Việt Nam mình là chuyện bình thường. Mùa dịch thì nhiều quốc gia khác họ dị ứng khẩu trang, chứ đối với Việt Nam mình thì chuyện đó đâu có vấn đề gì quan trọng nữa không. Tới giờ thì nhiều người kỹ thì đeo khẩu trang cũng tốt thôi. Rồi bây giờ mình vòng ra ngoài nha. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua một lóc kế bên nữa, lại có một cái khu buôn bán nữa. Coi coi cho hết thấy đã của cái chợ chứ. Nó là chợ chính, rồi bên đây là có cái đường bên hông nè, nó có cái chợ phụ nữa. Ở đây là giống như bà con vòng vòng ở đây thì người ta có nhà người ta bán theo ăn theo chợ. Thì đây thì những món ăn, quần áo, nói chung ở chỗ nào ở Việt Nam mình á, chỗ nào mà có đường lớn xe chạy buôn bán được là người ta có thể họp chợ thôi. Đó, có những khu chợ là tự phát, có những khu chợ đó là được lập ra chợ dân sinh. Mua bán thì thoải mái thôi, không tấp nập, cảnh này vui. Đó, từ bánh trái đến đồ ăn cho đến quần áo rồi đến đồ dùng trái cây các kiểu. Hình như là đi một vòng chợ là thấy vui rồi, không vậy thấy không. Trời, nhà cửa mà ở cái khu mà chợ như thế này là mắc tiền lắm á. Tuy rằng nó hơi ồn ào một chút nhưng mà nó vui đó. Nếu mà không có chuyện gì làm mà cho người ta thuê thôi cũng bán kiếm được tiền, thấy không. À, cái gì thấy cái cảnh chợ búa Việt Nam, cái gì thấy có thích không? Chứ mình thì mình vô cùng thích nha quý vị, không hiểu sao đó mình thích lắm. Thì Việt Nam là mình chỉ khoái đi chợ, không mua gì đi ngó không cũng thấy vui nữa.
ngó tới ngó lui rồi nghe người ta coi như là rao hàng, rồi nghe người ta thế này kia mình thấy vui, cần phải mua bán gì cho nó mệt đó. Rồi bây giờ là sau khi mà đi một vòng chợ xong rồi ha, thì bây giờ mình sẽ trực chỉ đi tiếp, đi đi về đâu thì quý vị chờ xem coi, đoán thử coi tôi đi về đâu đó. Bây giờ sau khi chợ xong rồi đi về đâu nữa nè, có một nơi mình muốn đi lắm nên mình dư mà không đi ra đó thì rất là uổng đối với vị. Đi đâu? Rồi chờ xem nha, chút xíu nữa là tới rồi đó. Ra khỏi con đường này đi, rồi mình sẽ ra ở chỗ đường chính á, đường lộ chính á, hay gọi là quốc lộ đó, mình đi thì vị sẽ thấy được liền là đi đâu liền, chứ có gì đâu. Lên mình dương là phải lên tới chỗ đó chứ. Đây ra ngoài đường lộ chính đây nè, đó, một đường là đi thẳng tới Bến Cát nè, đâu Bến Cát trực chỉ nha quý vị. Đường này nhiều năm về trước á, hơn chục năm trước thì nó vắng tanh à, bây giờ thì trời ơi sập vô cùng, nhà cửa đây thôi miễn bàn đi không có mua nổi. Mười mấy năm trước thì đó, mười mấy năm trước thì nhà đây thì còn rẻ dọn lắm. Nhìn thấy cảnh gì chưa quý vị? Xa xa đó, cái chỗ cao cao màu vàng đó, đi đến đó đó, chắc khỏi nói ai cũng biết rồi phải không, cái tường thành lớn lớn đi vô đây thì biết là đâu rồi phải không, Đại Nam văn hóa du lịch thể thao phải không. Rồi bây giờ đi vô đâu, tiếp tục đó, cái tường thành này thấy đã không, cái gì thấy quen thuộc chưa. Rồi tới khu khách sạn, đây khách sạn Đại Nam, có ai vô đây ở chưa, bữa nào đi vô ở quay cho quý vị coi nha. Rồi đó toàn cảnh của Đại Nam nè đó, cái xe đưa mình đi một vòng chắc phải leo lên đi một vòng rồi Đại Nam cho nó đã mắt rồi, nó đi xem ra mệt rồi. Rồi bây giờ ngồi lên xe nha, tao đưa mình đi một vòng để ngắm cảnh chứ không tốn tiền nha, chỉ cần gọi đồ ăn thôi là ngồi trên xe tao đưa đi chơi một vòng đã, xong rồi về ăn tiền trong cái ăn rồi cũng rẻ lắm, không mắc đâu. Thì hôm nay ngày cuối tuần cho nên là sẽ gặp những cái đoàn học sinh đi chơi ở đây đó, học sinh nó đi chơi nó dã ngoại rồi đó, tổ chức đi nhóm nhóm này chứ giờ này hè mà, cho nên nó đi chơi thoải mái vậy đó, tổ chức theo đoàn vậy đi chơi tham quan du lịch. Cái chỗ này là cái chỗ mà 18 tầng địa ngục mà phát hiện rồi giờ đến đây mới ghê chứ. Đó, tò hé là gì nè, tò he chứ. Thôi chắc dừng video ở đây đi, video sau sẽ chia sẻ tiếp trong cái Đại Nam có cái gì hay. Thôi tới đây được rồi, nãy đi vòng đường phố tới Đại Nam mà hơi dừng chân như vậy nha, hẹn gặp video sau nha.